Ở Hàn Quốc, rất nhiều gia đình phải sống ở trong những căn nhà thấp bé dưới lòng đất, nhà vệ sinh cao hơn cả đầu người. Vì muốn bắt trộm wifi nhà hàng xóm, hai anh em đều phải ngồi bên cạnh chiếc bồn cầu. Hành động của họ chẳng khác nào những con ký sinh trùng, bởi vì cả nhà họ không tìm được công việc tử tế. Họ sống dựa vào nguồn thu ít ỏi từ việc đóng hộp pizza mà các cửa hàng thuê làm thủ công. Khi cả nhà nhìn thấy bên ngoài có người phun thuốc diệt côn trùng, con trai muốn đi đóng cửa sổ, người bố liền nói đừng đóng, như thế nhà mình cũng sẽ được khử độc miễn phí. Và thế cả nhà liền ho khủ khụ không dứt. Họ thực sự chỉ vì tiết kiệm một tiền mua thuốc khử độc mà không cần đến cả mạng sống. Những điều đáng sợ hơn nữa vẫn còn nhiều ở phía sau. Gia đình họ khó khăn lắm mới được nhận tiền lương, cả nhà vui vẻ quây quần bên bữa tối. Vừa ngước lên liền nhìn thấy có gã đàn ông đang cởi bỏ thắt lưng, định đi tiểu ở trước nhà họ. Cô gái bảo bố mau đuổi gã đó đi. Người bố nói tuyệt nhiên không có hành động gì. Ông nói nếu con nghĩ con có thể nhẫn nhìn được chuyện này, chi bằng con tiếp tục nhìn xuống dưới. Hôm đó, người bạn giới thiệu việc làm cho anh trai Kim Ki-woo. Công việc là đến gia sư cho một gia đình giàu có xa hoa. Em gái biết tin, liền làm giả chứng chỉ học tập cho anh trai. Sau đó, Ki-woo mặc quần áo rất lịch sự, rồi đi đến gia đình đó. Căn biệt thự rộng rãi xa xỉ, không những sân vườn rộng với mặt cỏ phủ xanh, mà còn có rất nhiều cây xanh bao quanh khu nhà. So với nơi của anh sinh sống, quả là khác một trời một vực. Chủ căn biệt thự này là anh Park Jong-ik. Anh ấy là tổng giám đốc của công ty phần mềm. Người phỏng vấn anh trai là vợ của giám đốc, cô ấy là cô Eun-kyo. Cô ấy nói với Ki-woo, cô ấy sẽ ngồi nghe anh giảng một tiết học mới yên tâm giao con gái cho anh ấy dạy dỗ. Chắc chắn bạn đang nghĩ rằng gia đình anh ấy khó khăn như vậy, liệu anh ấy có được nhận không đây? Thực tế cho thấy rằng anh ấy thực sự đã được nhận. Ki-woo giao bài cho cô bé, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Ja-hee. Cô Eun vừa trông thấy liền trở nên rất căng thẳng. Ki-woo liền từ từ giảng giải, mạch đập của em nhanh quá, nếu cứ như vậy sẽ không ổn chút nào. Nếu đây là phòng thi, vậy em đã thua một nửa rồi đó. Nói vậy, Ki-woo liền buông tay cô bé ra. Giảng bài xong, cô Eun đang chuẩn bị thanh toán học phí cho Ki-woo. Đột nhiên, con trai của cô chạy xuống nhà. Cậu bé đập phá khắp nhà, vô cùng nghịch ngợm. Tuy nhiên, cậu bé lại rất có thiên phú về hội họa. Nhưng cô Eun lại không tìm được giáo viên dạy mỹ thuật cho bé, bởi vì không ai có thể quản được cậu bé. Ki-woo nghe vậy, lập tức giới thiệu em gái của mình. Dưới sự miêu tả của anh ta, em gái đã trở thành một du học sinh mới về nước. Dạy dỗ trẻ nhỏ là sở trường của cô ấy. Lời miêu tả của Ki-woo khiến cô Eun cảm thấy tò mò. Hôm sau, em gái Ki-jung cùng Ki-woo đến phỏng vấn. Dựa vào những tư liệu thu thập được ở trên mạng, Ki-jung phân tích bức tranh mà cậu bé vẽ. Từ bức tranh này có thể nhận ra, nội tâm của con trai cô Eun quá đỗi cô độc. Những lời phân tích của Ki-jung khiến cô Eun cảm thấy rất có lý. Cô nghĩ rằng đây chính là gia sư mà mình đang tìm kiếm. Gây choáng váng hơn cả chính là Ki-woo, anh chàng dạy dỗ cô bé, dạy đến nỗi mà khiến cho Ja-hee quay sang hôn mình. Ki-jung vừa giảng bài cho cậu bé xong, giám đốc Park đúng lúc vừa đi làm về. Anh ấy đề nghị Ki-jung hãy về bằng xe nhà mình. Ngồi trên ghế sau, Ki-jung cố tình cởi chiếc quần lót rồi bỏ lại ở trên xe. Sau khi giám đốc Park phát hiện, liền bảo vợ viện cớ gì đó, rồi đuổi việc anh chàng lái xe đi. Sau đó, Ki-jung liền giới thiệu cho cô Eun một người lái xe khác, mà người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là bố của họ. Để bố họ phỏng vấn thành công, trước khi đến phỏng vấn, hai bố con họ đến gara ô tô, sử dụng thử tất cả chức năng của chiếc xe hạng sang để đề phòng mọi phát sinh xảy ra. Không ngoài dự đoán, ngày hôm đó bố họ lái xe rất ổn định, cốc cà phê trong tay giám đốc Park không sánh ra ngoài một giọt. Như vậy, bố họ đã được nhận, trở thành lái xe riêng của giám đốc Park. Lúc này, gia đình giàu có chỉ còn lại một vị trí, chính là vị trí người giúp việc. Bà ta đã làm việc rất nhiều năm tại căn nhà này. Bây muốn ép bà ta rời đi, nhất định là rất khó khăn. Nhưng Ki-woo đã biết được thông tin quan trọng từ Ja-hee, đó là bà giúp việc bị dị ứng với quả đào. Vậy là anh em họ liền thu gom lông của quả đào lại. Nhân lúc bà giúp việc không để ý, Ki-jung liền dắt lên cổ bà ta, khiến cho bà ấy ho lên ho xuống. Ông bố đợi bà giúp việc ho xong, liền đổ một gói tương cà vào chiếc khăn giấy. Cô Eun tưởng rằng bà ấy đã mắc bệnh truyền nhiễm, nên liền cho bà ấy thôi việc. Rồi ông bố liền giới thiệu vợ mình cho chủ tịch Park. Như vậy, bà mẹ đường đường chính chính bước chân vào căn nhà giàu có. Lúc này, cả gia đình nhà họ đều đã thành công sống ký sinh lên nhà chủ tịch Park, giống như những con ký sinh trùng thực sự. Không lâu sau đó, gia đình chủ tịch Park ra ngoài dã ngoại để tổ chức sinh nhật cho con trai. Nhà không có chủ, ký sinh trùng bắt đầu mở tiệc ăn mừng, tận hưởng cuộc sống xa xỉ mà trước nay chưa từng được cảm nhận. Cả nhà vui vẻ ngồi bên nhau, ăn cơm, uống rượu, rồi nói chuyện. Lúc này họ chính là chủ nhân của nơi này. Ki-woo nằm tận hưởng trên chiếc giường lớn, Ki-jung nằm trong chiếc bồn tắm thơm tho. Nhưng chưa được bao lâu, họ đã bị một tiếng chuông của phá hoại tất cả. Người bấm chuông không ai khác chính là bà giúp việc vừa bị đuổi. Bà ta nói bà ta còn để quên đồ dưới tầng hầm, cầu xin cho bà ta được vào một lát. Không ngờ bà ta mở cánh cửa bí mật, vừa gọi chồng vừa chạy xuống dưới. Bà mẹ chạy xuống theo sau, phát hiện một căn hầm chưa hề có ai biết đến. Hóa ra bà ta đã giấu chồng mình ở dưới này để trốn tránh nợ nần. Ông ta đã sống dưới này 4 năm, bà ấy cũng chẳng khác gì họ, sống ở những căn nhà ổ chuột dưới đáy xã hội. Nhưng bà mẹ không hề đồng cảm với họ, ngược lại còn định báo cảnh sát. Nhưng đường dây vẫn chưa được kết nối. Ba bố con họ đang nghe lén đằng sau, từ trên lầu ngã nhào xuống. Bà giúp việc cũ liền nắm bắt cơ hội, quay vi lại rồi uy hiếp họ.
nếu họ không giúp bà chăm sóc chồng, bà ta sẽ nói tất cả sự thật cho giám đốc Park. Tình thế phút chốc hoàn toàn đảo ngược, gia đình ký sinh trùng cũ đe dọa gia đình ký sinh trùng mới, dồn họ đến góc tường, bắt họ quỳ xuống và giơ tay lên đầu. Rồi bà mẹ nhân cơ hội lao tới, 6 con ký sinh trùng đánh nhau giành giật. Hi-hu cướp được điện thoại, nhưng khi định xóa vi, chuông điện thoại trong nhà đột nhiên reo vang, là điện thoại của cô Ơn. Bởi vì họ gặp phải mưa bão, không thể nào tiếp tục cắm trại, bây giờ họ đang về nhà. Rồi ông bố và Hi-hu nhanh chóng trói tay trói chân chồng bà giúp việc, còn bà mẹ thì dọn dẹp tàn cuộc trên bàn. Lúc này bà giúp việc dưới hầm đã thoát được sự khống chế của ông bố, bà ta điên cuồng chạy lên lầu, xét thấy tình hình sắp bị bại lộ, vậy là bà mẹ giơ chân đạp một cú, khiến bà giúp việc ngã lộn cổ xuống lầu. Bà ta ngã đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Vừa thu dọn xong mọi thứ, nhà cô Ơn đã về đến cửa, ba bố con họ không chạy ra kịp, đành trốn xuống dưới ghế sofa. Nhưng con trai chủ tịch Park không thể vượt qua nỗi ám ảnh, cậu bé đã phải cắm trại ở ngoài vườn. Hai vợ chồng chủ tịch Park vì muốn trông con, chỉ còn cách ngủ lại ở ghế sofa. Đêm đến, ba bố con họ mới có thể chạy ra ngoài. Đường về nhà của họ cũng giúp chúng ta hiểu rằng tại sao bộ phim lại giành được nhiều giải thưởng như vậy. Bởi vì con đường họ đi về nhà đều là đi xuống dưới, họ liên tục đi xuống dưới. Khi họ về đến nhà, căn nhà của họ đã chìm trong biển nước. Chiếc bồn cầu cao hơn đầu người đang không ngừng phụt lên những tia nước đen ngòm. Vì muốn chặn những tia nước lại, Hi-jung đành phải ngồi lên trên, hút điếu thuốc cho quên đi cái sự nghèo đói, túng quẫn. Mặc dù nói dối đạt được một chút lợi ích, nhưng họ vẫn không thoát khỏi số phận của những con người nghèo túng. Cuối cùng, họ chỉ còn cách qua đêm ở nơi cho người tị nạn. Hôm sau, gia đình họ tổ chức sinh nhật cho con trai. Họ sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật mới và mời cả gia đình Hi-hu tới tham dự. Trải qua khoảng thời gian này, Hi-hu nảy sinh ra một ý nghĩ. Anh chàng đem theo một cục đá, chuẩn bị xuống hầm giết người đàn ông kia. Như vậy thì gia đình họ sẽ không còn phải lo lắng gì cả. Nhưng Hi-hu không phải đối thủ của gã đó. Rồi hắn ta rút một con dao trong bếp, lao ra đâm vào ngực của Hi-jung. Cậu bé thấy vậy, ngất xỉu ngay lập tức. Bà mẹ nhìn thấy con gái bị đâm, cầm chiếc rìu lao tới bổ vào người gã đàn ông sống dưới hầm. Cảnh tượng hỗn loạn tràn đầy máu me. Giám đốc Park bảo ông bố ném chìa khóa cho anh ta, vì anh ta muốn đưa con trai đi bệnh viện. Nhưng chìa khóa đã rơi đúng dưới người của gã đàn ông sống ký sinh bấy lâu nay. Giám đốc Park bịt chặt mũi lại rồi lấy chiếc chìa khóa. Hành động này của anh ta đã khiến lòng tự tôn của ông bố bị tổn thương. Ông ta nhặt con dao lên rồi xông tới, đâm thẳng con dao vào ngực giám đốc Park. Cuối cùng, khi dùng mất quá nhiều máu mà chết, bà mẹ và con trai phải chịu hình phạt. Còn ông bố lại thay thế vị trí của ông ký sinh trùng cũ, sống lẩn trốn dưới căn hầm, trở thành con ký sinh trùng mới. Cuối phim, Hi-hu nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh đã thi đỗ đại học, rồi mua được căn biệt thự này, và bố anh có thể lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bộ phim muốn truyền tải tới chúng ta một thông điệp: con người không nên quá lười biếng. Nếu gia đình họ có thể làm công việc chân chính, lên kế hoạch và mục tiêu cụ thể để phấn đấu, thì họ cũng không ra nông nỗi như vậy. Các bạn đã lên kế hoạch cho tương lai của mình chưa? Hãy like, share và follow trang của mình để theo dõi nhiều video hay nhé.